kính chào quý vị và các bạn. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Cuộc sống 24 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Bản tin ngày hôm nay, ngày thứ sáu, ngày 30 tháng 6, tôi là Hải Hằng và tôi là Phương Anh. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, xin kính mời quý vị sẽ cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý. Iraq vừa tuyên bố sự kiểm soát của tổ chức khủng bố Hồi giáo IS ở Mosul đã chấm dứt sau khi quân chính phủ giành lại quyền kiểm soát. Bà cụ 72 tuổi mở quyển sách báo miễn phí ở trung tâm Hà Nội để khơi dậy văn hóa đọc, tạo điểm hẹn văn hóa cho khu dân cư. Suốt 10 năm qua, hàng trăm hộ dân ở thành phố Hà Tĩnh khổ sở vì lò giết mổ quy mô lớn ngay giữa khu dân cư. Hôm nay, 30 tháng 6 là ngày kết thúc tháng hành động phòng chống ma túy. Cùng tìm hiểu về cuộc chiến gay cấn, nguy hiểm, thậm chí là phải đánh đổi bằng mạng sống của những cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy. Vừa tập thể dục, vừa có thể uống nước hoa quả, ý tưởng này đã thành sự thật với xe đạp kết hợp với máy xay sinh tố ở Nam Phi. Iraq vừa tuyên bố sự kiểm soát của tổ chức khủng bố Hồi giáo IS ở Mosul đã chấm dứt sau khi quân chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát phần còn lại của nhà thờ Hồi giáo Grand Anuri trong thành phố chiến lược này. Chiến thắng này đánh dấu kết thúc hơn 8 tháng giao tranh ở Mosul, nơi IS đã tuyên bố thành lập cái gọi là Vương quốc Hồi giáo 3 năm trước. Tính đến nay, hàng nghìn dân thường đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa lực lượng Iraq và các tay súng khủng bố. Theo các quan chức Iraq, các tay súng IS cuối cùng ở Mosul đã co cụm lại vào một nhóm nhỏ ở khu vực thành cổ. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào ngày 29 tháng 6 tuyên bố cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo ở thành phố Marawi sẽ chấm dứt chỉ trong vài ngày do quân đội chính phủ đang đẩy mạnh các hoạt động tấn công nhằm vào nhóm này. Ông Duterte cũng đảm bảo rằng chính phủ Philippines sẽ chiến thắng, đồng thời một lần nữa xin lỗi về cuộc chiến đã gần 40 ngày. Giao tranh tại Marawi bùng phát từ ngày 23 tháng 5 sau khi phiến quân Houthi, thân nhà nước Hồi giáo IS, tự xưng tấn công quân đội chính phủ và chiếm nhiều vị trí quan trọng ở thành phố này. Quân đội Philippines gặp nhiều khó khăn trong nhiệm vụ giải phóng hoàn toàn thành phố do phiến quân đang sử dụng các mối quan hệ thị tộc và bộ lạc để kêu gọi đồng minh tăng cường lực lượng. Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc CNPC thông báo vừa ngừng bán xăng dầu cho Triều Tiên vì lo ngại sẽ không được thanh toán đầy đủ. Động thái này được xem là một phần áp lực buộc Triều Tiên phải kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ việc tạm dừng bán xăng cho Triều Tiên là do các đại lý của nước này gần đây đã không đủ khả năng thanh toán trước tiền hàng. Một đợt cắt giảm kéo dài sẽ đe dọa nguồn cung cấp nhiên liệu quan trọng. Vì thế, Triều Tiên cần phải tìm các giải pháp thay thế. Theo hãng tin Reuters, hiện chưa rõ Trung Quốc sẽ ngừng cung cấp xăng dầu cho Triều Tiên trong bao lâu, bởi trong bối cảnh hiện nay, Mỹ đang tạo áp lực lớn yêu cầu Trung Quốc gây ảnh hưởng với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân. Trung Quốc từ lâu là nguồn cung cấp chính các sản phẩm xăng và dầu diesel cho Triều Tiên. Hiện đại sứ Triều Tiên tại thủ đô Beijing chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề này. Ngày 29 tháng 6, giới chức Pakistan cho biết ít nhất đã có 12 người thiệt mạng do cáp treo bị đứt khiến cabin chở hành khách rơi xuống một hẻm núi ở một làng vùng cao. Vụ tai nạn xảy ra tại khu nghỉ dưỡng Mure thuộc làng Charipani, cách thủ đô Islamabad khoảng 30 km về phía bắc. Người dân trong làng dùng cáp treo để qua sông và khi cáp treo bị đứt, cabin chở họ bị văng ra ngoài. Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ tai nạn. Tai nạn cáp treo thường xuyên xảy ra tại các khu vực miền núi ở Pakistan do người dân tại đây thường sử dụng phương tiện này để vượt qua sông. Hồi tháng trước, tại huyện Niamey thuộc vùng Gilgit, Pakistan, miền bắc Pakistan, ít nhất đã có 4 người bị chết đuối cũng do cáp treo bị đứt. Hạ viện Cộng hòa Séc vừa thông qua bản sửa đổi hiến pháp cho phép người dân nổ súng trong trường hợp xảy ra tấn công khủng bố. Đạo luật này xác định việc cho phép người dân nổ súng trong trường hợp an ninh quốc gia bị đe dọa, bao gồm trường hợp khủng bố, là phản ứng đối với các nguy cơ an ninh, đặc biệt là nguy cơ hành vi bạo lực như các vụ tấn công khủng bố. Sự luật mới này của chính quyền Séc được cho là sự thách thức với quy định kiểm soát súng mới của Liên minh châu Âu-EU.
Hồi đầu tháng, chính quyền Praha cũng yêu cầu Tòa án Công lý châu Âu bác bỏ các quy định kiểm soát súng đạn mới được Nghị viện châu Âu thông qua hồi giữa tháng 3 năm 2017. Theo đó, cấm người dân sở hữu các loại vũ khí bán tự động, súng trường bắn gấp nhằm hạn chế nguy cơ khủng bố. Thưa quý vị, nếu trước đây nhắc tới căn bệnh u não di căn, nhiều bệnh nhân sẽ nghĩ ngay đến án tử treo trên đầu. Và rất nhiều bệnh nhân khi nhận kết quả chẩn đoán bị căn bệnh này thường nghĩ ngay tới việc ra nước ngoài điều trị. Khi đó, tất nhiên, chi phí không phải là con số nhỏ và không phải ai cũng có điều kiện để điều trị. Đúng là như vậy. Tuy nhiên thì kể từ khi mà Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai ứng dụng kỹ thuật xạ phẫu bằng dao gamma quay trong việc điều trị các bệnh lý ung thư, đặc biệt là ung thư di căn não, thì đã có hàng nghìn bệnh nhân được cứu sống với chi phí rẻ gấp 12 lần so với ra nước ngoài. Nhằm giúp các bệnh nhân bị u não và một số bệnh lý về não hiểu rõ hơn về phương pháp mới này, thì Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức buổi tọa đàm ngắn vào chiều ngày hôm qua. Được chẩn đoán là bị u não, người phụ nữ 69 tuổi này đã được bác sĩ chỉ định điều trị xạ phẫu bằng dao gamma quay. Nếu trước đây bệnh nhân luôn có cảm giác đau đầu, đứng không vững, thì chỉ sau 1,5 tháng sau xạ phẫu, trong lần tái khám đầu tiên này, bà Chiên đã nhận thấy sự khác biệt. Hôm nay bác sĩ tư vấn thì các bác sĩ cho biết là như thế thì là coi như là tôi cũng yên tâm hơn. Thì vì bác sĩ bảo là coi như này không phải là nó chuyển biến ngay được, nó phải trước khi mổ thì bác thấy là nó chóng mặt lao đao tợ. Thế nhưng mà khi mổ xong rồi thì cái chóng mặt thì đỡ nhiều, nhưng nó mệt. Sau khi mổ là mệt. Tại vì cái dao xạ nó vào mùa. Trên 4.000 lượt bệnh nhân u não đã được cứu sống nhờ xạ phẫu dao gamma. Với độ an toàn cao hơn hẳn so với phương pháp mổ mở truyền thống, các bác sĩ sẽ dùng tia bức xạ với cường độ cao để tiêu diệt khối u não. Nó có thể tiêu diệt những khối u nằm ở sâu trong não mà không thể phẫu thuật được. Điều trị được cho cả những tổn thương ở sâu ở trong não mà không thể phẫu thuật được. Những tổn thương tái phát sau phẫu thuật hoặc là những bệnh lý mạch máu não mà không thể can thiệp rút mạch được thì chúng ta cũng có thể điều trị được. Và chính vì cái kỹ thuật này điều trị nó can thiệp cách tối thiểu nên có thể điều trị được cho cả trẻ em. Chúng tôi đã điều trị cho những bệnh nhân 3 tuổi và cả người già, có những bệnh nhân trên 80 tuổi thì chúng tôi vẫn có thể điều trị được. Những bệnh nhân mà thể trạng yếu, bị bệnh lý phối hợp, không thể phẫu thuật được, không thể gây mê để phẫu thuật được thì chúng tôi cũng có thể điều trị được bằng phương pháp này một cách rất là an toàn. Xạ phẫu bằng dao gamma quay là một cứu cánh cho bệnh nhân chống chỉ định gây mê. Hàng nghìn người bệnh nhân Việt Nam được cứu sống, đồng thời tiết kiệm chi phí điều trị rất lớn. Bởi nếu kỹ thuật nói trên thực hiện tại Mỹ sẽ tốn khoảng 25.000 đô la Mỹ, còn thực hiện tại Việt Nam chỉ khoảng từ 1.500 đến 2.000 đô la Mỹ, nhất là khi kỹ thuật đã được bảo hiểm y tế thanh toán. Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân tổ dân phố 10, phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh phải sống chung với cảnh ô nhiễm môi trường. Mùi hôi thối nồng nặc từ lò giết mổ tập trung nằm trên địa bàn. Tình trạng này kéo dài khiến cho người dân rất bức xúc và phải viết đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Bên ngoài, dòng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối nồng nặc, được xả trực tiếp ra hệ thống mương nội đồng. Còn bên trong là cảnh tượng bừa bãi, bẩn thỉu, ruồi nhặng bu kín. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại hai cơ sở giết mổ gia súc gia cầm đóng trên địa bàn phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh. Tác nhân được xem là trực tiếp gây nên tình trạng ô nhiễm tại khu vực này trong gần chục năm qua. Hai cái khu vực chợ và lò này thì có đầu tư từ cách đây đến 15 năm rồi. Cả hai khu vực. Nhưng mà cái mức độ ô nhiễm thì là cùng từ cái thi làm đến như là bắt đầu là ô nhiễm. Và càng về sau thì càng ô nhiễm nặng mà ảnh hưởng là rất nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân. Sống chung với ô nhiễm môi trường từ lâu nên buộc những gia đình như bà Nguyễn Thị Diệu Hưng phải dùng rèm vải để che kín nhà cửa nhằm hạn chế ruồi nhặng và mùi hôi thối bay vào nhà.
các cái xã lân cận xung quanh bây giờ người ta các cái vùng làm nhỏ lẻ dưới là người ta giải tỏa hết được rồi. Còn bây giờ nó tập trung về đấy là vì cái cho thuê đến 50 năm cho nên là nó cứ dựa vào cái chủ trương đó, nó làm cái môi trường này nó càng ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Theo người dân, mỗi ngày có hàng nghìn con gia cầm và hàng trăm con lợn, châu bò được vận chuyển tập trung về để giết mổ tại hai cơ sở này. Thế nhưng tất cả các phế phẩm và nước thải đều không được xử lý mà xả thẳng ra môi trường. Hàng ngày mà chúng tôi mà có vô tình đi quá hoặc là có rã làm thịt con gà, con vịt gì á thì chứng kiến hoặc là cũng có vài lần đi với đoàn về để kiểm tra cái môi trường để đấy thì tôi thấy rằng là tiệt này, toàn bộ là tiệt gà, tiệt vịt này, rồi là mỡ gà này, lông gà, những cái phân phù phế này, rồi thậm chí cả chấn gà là người ta đổ vướng vải ra giữa một cái nền, rồi là nước trội lánh lạng ra như thế. Và đây là phản ứng của người tự xưng là đại diện chủ cơ sở giết mổ gia súc khi phóng viên cùng người dân vào bên trong để mục sở thị quy trình giết mổ và xả thải. Chứ các anh muốn đến tại hiện trường đây muốn quay phim chụp ảnh là phải có chủ cơ sở đấy. Tôi không phải chủ cơ sở mà tôi có quyền nói, tôi là người dân, tôi có quyền về. Ngột ngạt vì ô nhiễm môi trường, nguy cơ phát sinh bệnh tật nên đã nhiều lần người dân kiến nghị lên chính quyền địa phương, nhưng rốt cuộc vấn đề chỉ được xử lý theo kiểu đánh trống bỏ rồi. Thưa quý vị, ở Việt Nam, 90% rác thải không được tái chế mà đi thẳng tới bãi chôn lấp. Nhiều nỗ lực giảm lượng rác thải đã được thực hiện để thúc đẩy thói quen tái chế của người dân. Tuy nhiên, hầu như không có bất kỳ thay đổi thực sự vì nhiều người không nhận thức được lợi ích trực tiếp từ việc tái chế. Bên cạnh đó, thì thế hệ trẻ còn bị ảnh hưởng bởi thói quen này mà sẽ lại tái diễn nó trong tương lai. Và nhằm hướng đến mục tiêu là nâng cao nhận thức cộng đồng vì một môi trường xanh và đặc biệt là đối với các em nhỏ, thì tổ chức phi chính phủ Green Fingers Việt Nam đã kết hợp với các trường học để giúp các em có ý thức phân loại và tái chế rác ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là không khí của buổi dạy phân loại, làm tái chế và truyền cho các em những kiến thức về thực trạng môi trường hiện nay. Những tờ giấy báo tận dụng làm túi sách nhỏ xinh, lớp học về môi trường này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía phụ huynh, đặc biệt là sự hưởng ứng, hồ hởi của chính các bé. Dự án này của Green Fingers Việt Nam tập trung chủ yếu vào việc giáo dục cho các bé mầm non, tiểu học, trung học, tổ chức các workshop về tái chế cũng như bảo vệ môi trường. Mà nhà trường đã tạo rất là nhiều điều kiện và phối hợp với cả các bên như là tổ chức phi chính phủ để cho các con hoạt động ngoài trời, làm việc theo dự án bảo vệ môi trường. Cái hoạt động như thế này để giúp cho các con có nhiều hơn những cái thời gian làm việc theo nhóm và theo dự án, cũng như là cái việc mà có những cái sự hiểu biết hơn về cái cách bảo vệ môi trường. Với cách truyền đạt nhẹ nhàng, dí dỏm, gần gũi của các thành viên Green Fingers Việt đã khiến buổi học thực sự thú vị, thu hút được sự hào hứng nhiệt tình của các em nhỏ trong các buổi học. Qua đó, ban tổ chức muốn truyền đến thông điệp tái chế đơn giản thế tới cộng đồng, đặc biệt là các em. Cái gì nhỉ? Buổi học hôm nay thì mình được học những cái gì nhỉ? Môi trường. Chủ đề này từ trước đến giờ con đã được học bao giờ chưa? Con chưa. Thế hôm nay được lần đầu tiên được học về chủ đề môi trường thì con thấy như thế nào nhỉ? Lựa chọn lứa tuổi mầm non tiểu học để mở các lớp học về tái chế rác thải mà không phải độ tuổi khác. Các thành viên của nhóm gửi gắm hy vọng vào một môi trường tốt đẹp hơn trong tương lai. Dự án của mình tập trung chủ yếu đó là đi giáo dục cho các bé tiểu học này, mầm non này và cả cấp 2 và tổ chức các workshop về tái chế cũng như là bảo vệ môi trường. Green Finger rất là mong muốn rằng từ những bạn nhỏ, rất là nhỏ, các bạn có thể ý thức về bảo vệ môi trường này và các bạn ý có những cái sáng tạo để sử dụng những cái vật liệu tái chế để tạo ra những cái đồ vật thiết thực và có ý nghĩa cho xã hội. Trước đó, Green Fingers Việt Nam đã mở hơn 30 lớp học tái chế từ 7 đến 10 tuổi được thực hành tái chế. Bên cạnh đó, nhóm các bạn trẻ thực hiện tái chế rác thành những chiếc hộp nhỏ để trồng cây nhằm thực hiện hóa ước mơ tìm lại màu xanh, tận dụng lau giấy vệ sinh để phù phép thành những món đồ thủ công ấn tượng, ngộ nghĩnh như con gà, con vịt, búp bê. Những đôi mắt lấp lánh ngây thơ, những nụ cười hạnh phúc khi các sản phẩm tái chế được hoàn thành, tất cả tạo nên một ngọn lửa âm ỉ lan tỏa trong cộng đồng.
câu chuyện liên quan tới văn hóa nghệ thuật đang khiến dư luận xôn xao. Đó là việc một họa sĩ ở Trà Vinh vừa được Hội Văn học nghệ thuật kỷ luật và thu hồi tác phẩm. Đáng nói đây là một tác phẩm từng đoạt giải 3 cuộc thi sáng tác mỹ thuật của tỉnh, từng được chọn để tham gia triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và nó có tên là bức tranh Biển Chết. Với tư liệu dáng người mẹ lấy từ một tấm ảnh chụp trắng đen in trên báo, cùng với nỗi niềm trăn trở của người họa sĩ Nguyễn Nhân đối với nạn ô nhiễm môi trường và nỗi khổ của người dân lao động, bức tranh Biển Chết thể hiện một đề tài tương đối nhạy cảm. Tuy nhiên, đây không phải lý do dẫn đến việc kỷ luật và thu hồi. Theo Chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật Trà Vinh, bức tranh này đã vi phạm bản quyền vì giống với bức tranh của một tác giả khác đã được đăng báo. Và đây không phải lần đầu tiên họa sĩ Nguyễn Nhân vi phạm bản quyền. Kèm theo quyết định kỷ luật và thu hồi, họa sĩ phải nộp lại chứng nhận, giải thưởng và tiền thưởng 2 triệu đồng, thu hồi kinh phí hỗ trợ sáng tác mỹ thuật năm 2016 là 3,2 triệu đồng. Đồng thời bức tranh sẽ được thu giữ làm tang vật và trong thời gian thử thách, họa sĩ Nguyễn Nhân sẽ không được tham gia cuộc thi mỹ thuật nào do tỉnh tổ chức. Được biết, hiện tại họa sĩ này cũng đã lên tiếng bày tỏ sự bức xúc và không đồng tình với việc xử phạt và ông sẽ nhờ đến Hội Mỹ thuật Việt Nam can thiệp để lấy lại danh dự cho mình. Thưa quý vị, vừa qua tại Hà Nội diễn ra một cuộc triển lãm với chủ đề là Oai oái oải oải oai. Cái tên nghe đã rất là lạ đúng không ạ? Và nói một cách ngắn gọn thì chủ đề của triển lãm này là oải, một tâm trạng mệt mỏi, chán nản của con người. Và chủ đề này đã được đưa ra để các họa sĩ trẻ thể hiện thông qua các tác phẩm nghệ thuật của mình. Vâng, 30 tác phẩm đã ra đời với rất nhiều hình thức thể hiện khác nhau, cho thấy một góc nhìn của những người trẻ về các vấn đề văn hóa xã hội và về chính họ trong nhịp sống hiện đại ngày hôm nay. Và hãy cùng phóng viên của Cuộc sống 24 giờ tìm hiểu xem 30 tác phẩm này có gì đặc biệt. Đây là tác phẩm của nghệ sĩ trẻ Trần Thược, được làm bằng composite. Tác phẩm tên là Mơ, nói về những giấc mơ của những người trẻ. Hoài bão đôi khi không bám sát thực tế, như những nấc thang trèo mãi mà điểm dừng là chiếc ghế vẫn cứ trông chênh. Tôi muốn truyền tải rằng là để thực hiện được một cái giấc mơ lớn thì mình cần phải xây dựng những cái giấc mơ nhỏ bằng những nấc thang, từng bước một. Những cái nấc thang nhỏ nó tốt thì nó sẽ tạo ra đà để tiếp tục làm những nấc thang tiếp theo nó tốt hơn và nó làm cho cái quãng đường mình đi dài và bền vững và tốt hơn. Oải là tâm thế được thể hiện xuyên suốt 30 tác phẩm của 25 tác giả trẻ. Họ oải vì chạy theo danh vọng, vì thực tế cuộc sống khiến họ mất niềm tin. Những vấn đề vốn đã nóng trong xã hội như mạng xã hội, cách con người đối xử với nhau. Có những lúc chúng ta thấy kiểu bế tắc, mệt mỏi, thì có lẽ nếu mà chúng ta chạy trốn nó thì nó sẽ theo đuổi chúng ta mãi. Còn chúng ta lao vào nó thì biến nó thành một cái chất xúc tác. Biết đâu nó lại là một cái chất xúc tác rất là tốt để có thể thể hiện ra một cái cảm giác mới, một cái cảm xúc mới. Và từ đó có thể họ sẽ vượt qua được cái sự mệt mỏi, sự chán chường nào đó trong cuộc sống. Người xem có thể thấy một phần tâm tư của mình trong những tác phẩm này. Bởi ai cũng có lúc oải. Và khi nhìn vào chính nỗi oải đó, người ta biết cách để vượt qua nó. Triển lãm diễn ra tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội sẽ kéo dài đến hết ngày 7 tháng 7. Thưa quý vị, sách là kho tàng tri thức của nhân loại. Thế nhưng có lẽ cũng đã xa rồi cái thời mà mỗi người trong chúng ta ai cũng có một hai quyển sách để gối đầu giường. Thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, văn hóa nghe nhìn lấn át văn hóa đọc đã làm cho giới trẻ ngày nay xa dần với thói quen đọc sách mỗi ngày. Và để khơi lại văn hóa đọc của giới trẻ thì một cụ bà 72 tuổi ở Hà Nội đã có ý tưởng lập quầy sách ngoài trời miễn phí. Và với sự ủng hộ của mọi người, quầy sách miễn phí này đang dần dần trở thành điểm hẹn nơi gắn kết cộng đồng của người dân địa phương. Những tập báo sờn góc, kệ kê sắt cũng đã hoen gì. Những thứ cũ kỹ tưởng chừng như lãng quên, nay được bà Dung sắp xếp, tập hợp lại thành kệ sách nhỏ. Và sau gần 6 tháng, từ một kệ sách dần thành quầy sách nhỏ như thế này. Ngày nào cũng vậy, cứ từ 6 giờ 30 đến 22 giờ hàng ngày, người dân khu vực phố Đặng Tiến Đông đã quen với hình ảnh cụ bà 72 tuổi miệt mài bên kệ sách báo cũ. Tôi đi thấy là hàng mấy chục nhà báo mới viết được một cái tờ báo này và lại còn phải duyệt, lại còn phải in,
lại còn phải có giấy với in được. Tức là một sự kết hợp nhiều người lao động, từ nông dân, nhà báo đến người in. Thì tiếc cái sức lao động của con người, cho nên là tôi bỏ một mình tôi đọc mà vứt đi thì phí quá, cho nên tôi để sang đó để cho mọi người cùng đọc. Bà Dung, nguyên giảng viên tại Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, là người khởi xướng và phát triển quầy đọc sách báo miễn phí. Ban đầu, quầy báo miễn phí chỉ có vài tờ báo và một mảnh gỗ. Về sau, khi được người dân ủng hộ và tin tưởng, chính họ là người góp sách, làm phong phú thêm rất nhiều đầu sách báo khác nhau. Quầy báo có thêm nhiều đầu báo hay hơn, phục vụ người đọc ở mọi lứa tuổi. Từ sách giáo khoa đến sách Phật giáo, từ truyện tranh đến các tiểu thuyết nổi tiếng thế giới. Gần nhà mình có quyển sách miễn phí này thì con thấy rất là tiện. Những quyển sách con chưa đọc thì con có thể ra đây nâng cao tầm hiểu biết nữa. Mình thường đọc mạng hoặc là đến trường. Nếu không thì cũng xuống phía đoạn bờ hồ mấy quầy sách lớn ở đấy thôi. Mình nghĩ cái việc có những quầy sách miễn phí này cần được nhân rộng ra. Đọc sách điện tử nhiều sẽ rất là hại mắt, nên là mình thích đọc sách như này hơn là sách điện tử. Vâng ạ, đây là đầu sách miễn phí đầu tiên tôi được biết. Trước đây chưa thấy có. Đến đây đọc sách để được thư giãn và được học và học hỏi. Tất cả sách rồi tủ rồi ô rồi áo mưa để che nắng, che mưa hoặc là nước hoặc là điện hoặc là quạt bàn ghế, nói chung tất cả là mỗi người đều có một tí ý thức đóng góp vào chung để thành một cái quầy chung. Cho nên là nó lại tạo thành một cái sức mạnh đoàn kết rất là tốt của quần chúng nhân dân, của cộng đồng để xây dựng nên những cái nếp sống văn hóa mới đẹp cho bà con. Bà Dung với cái tâm sáng vẫn luôn trăn trở quầy sách báo nhỏ hẹp, số lượng đầu sách còn chưa nhiều, chỉ lo không đáp ứng được nhu cầu đọc của nhiều người. Nhiều người lặn lội từ những nơi xa đến chỉ để biếu bà những tờ báo đã nhầu. Đối với bà, chỉ như vậy thôi là đủ, bởi thêm một cuốn sách là thêm một tiếng cười. Sau nhiều năm lặng lẽ đi làm các chương trình từ thiện, lần đầu tiên, nghệ sĩ làm tóc nổi tiếng Andre đã quyết định thực hiện một đêm diễn nghệ thuật với những người bạn thân cùng chí hướng như ca sĩ Thanh Lam, Tùng Dương, Phó An My và MC Anh, Phan Anh. Và chương trình được tổ chức với mong muốn góp thêm chút tình cảm, vật chất cho những bệnh nhân đang chống chọi với căn bệnh ung thư. Andre, một chân dung, không phải là một chương trình giải trí đơn thuần, mà là một chương trình nhân văn có nghệ thuật. Dù là nghệ sĩ tóc nổi tiếng, nhưng Andre sẽ không đưa màn trình diễn tóc nào lên sân khấu. Anh cũng không xuất hiện nhiều, mà là những câu chuyện từ những khách mời, ca sĩ Thanh Lam, Tùng Dương, Phó An My, MC Phan Anh, cũng như chia sẻ kinh nghiệm làm từ thiện của bản thân anh. Cái mục tiêu mà tôi xây dựng lên một chương trình này với tất cả các nghệ sĩ là để sẻ chia cái cách làm từ thiện đúng nghĩa, chứ không phải là cho tiền làm từ thiện. Và một câu chuyện không chỉ nghe, không chỉ nhìn hình, mà có thể tất cả các bạn thường quân thấy được tận mắt và có thể giao lưu với nhân vật. Andre không nhận bất kỳ một nhà tài trợ nào cho chương trình, mà anh tự bỏ tiền túi cùng với nghệ sĩ Xuân Trường biên tập chương trình với mong muốn mang đến một chương trình nghệ thuật nhân văn đúng nghĩa. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 7 sắp tới tại Nhà hát lớn Hà Nội. Ngày 16 tháng 7 tới đây, khán giả Hà Nội sẽ được thưởng thức 4 giọng ca nam được đánh giá là hàng đầu của nhạc Việt Nam, đó là Tuấn Ngọc, Tấn Minh, Trọng Tấn và Tùng Dương trong đêm nhạc Danh ca Việt Nam. Đây là chương trình nghệ thuật tôn vinh 4 giọng ca nam có dấu ấn âm nhạc riêng và có sức ảnh hưởng với nền âm nhạc đương đại. Trong đêm nhạc, khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của mỗi nghệ sĩ như Tuấn Ngọc với Mắt Biếc, Riêng Một Góc Trời, Tấn Minh với Bức Thư Tình Đầu Tiên, Phượng Hồng, Trọng Tấn với Tiếng Đàn Bầu, Những Ánh Sao Đêm, Tùng Dương với Ôi Quê Tôi, Con Cò. Ngoài hát đơn, sẽ có những màn kết hợp song ca, tam ca và hòa ca của cả 4 ca sĩ. Tấn Minh sẽ là nghệ sĩ dung hòa kết nối được nguồn năng lượng của 3 danh ca còn lại để những người nghệ sĩ được nói lên tiếng lòng của mình bằng ngôn ngữ âm nhạc. Đặc biệt xen lẫn âm nhạc, khán giả được nghe chính họ kể những câu chuyện về cuộc đời mình. Và sẽ nói em biết rằng anh không thể thiếu em.
với những bãi biển đẹp, những hòn đảo nhỏ xinh, và đặc biệt là từ sau bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, thì rất nhiều những du khách trong và ngoài nước đã tìm đến với Phú Yên để khám phá và cảm nhận trực tiếp vẻ đẹp nơi đây. Trên đà đi lên, ngành du lịch tỉnh Phú Yên đang đón đợi cơ hội mới từ những sự kiện lớn mang tầm quốc tế, và trong đó có cuộc thi Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017, lần đầu tiên được tổ chức với nhiều hoạt động đồng hành hấp dẫn tại các danh thắng nổi tiếng. Những ngày giữa tháng 6, Phú Yên rộn ràng hơn bởi sự có mặt của gần 30 người đẹp đến từ các nước trong khối ASEAN. Gành Đá Đĩa, Nhất Tự Sơn, Bãi Môn, Mũi Điện, những điểm đến nổi tiếng của xứ sở hoa vàng cỏ xanh, chào đón các người đẹp bằng chính vẻ đẹp tự nhiên và những con người nồng hậu. Em thấy ở đây cũng đẹp và các hoa hậu cũng hôm nay cũng đã đến đây chụp hình rất là đẹp, rất là thú vị. Và cái hình ảnh quảng bá của du lịch Việt Nam, nhất là đặc riêng, nó riêng là Phú Yên, có thể là phát triển hơn, có thể ra với bạn bè quốc tế bên ngoài. Mặc cho cái nắng có phần oi bức của ngày hè, các người đẹp bị cuốn hút với vẻ đẹp từ chính các danh thắng và say sưa, hứng khởi tạo dáng cùng các kỳ quan. Đến từ nhiều quốc gia, mỗi người đẹp có những cảm nhận khác nhau, song đều có chung một ấn tượng về vẻ đẹp nên thơ, hữu tình và bình yên của vùng đất ở miền Trung Việt Nam này. Và mỗi người tự nhận sẽ trở thành một đại sứ để đưa vẻ đẹp này đến với đông đảo mọi người trên thế giới. Đối với em thì du lịch là một sở thích của em và em mong muốn là sẽ được giới thiệu tới tất cả các nước khác về ngành du lịch của Việt Nam. Lần đầu tiên đến với Phú Yên, tôi thực sự ấn tượng với cảnh sắc và con người nơi đây. Trở về từ cuộc thi, tôi sẽ kể với mọi người nhiều điều, trong đó có những trải nghiệm hết sức thú vị tại cảnh đẹp ở đây. Thống kê của ngành du lịch tỉnh, du khách đến Phú Yên từ chỗ chỉ khoảng 800.000 lượt người tham quan đã tăng vọt lên 1,1 triệu lượt khách năm 2017, với sự kiện mang tầm quốc tế là cuộc thi Hoa hậu hữu nghị ASEAN 2017, du lịch Phú Yên đang kỳ vọng chào đón những du khách mới đến từ các nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Phú Yên cũng cố gắng là tranh thủ cùng với ban tổ chức để giới thiệu những cái nét độc đáo về danh lam thắng cảnh, về di tích lịch sử văn hóa cũng như ẩm thực và cái đời sống văn hóa của người dân ở Phú Yên, để cho các thí sinh có một cái dịp mà trải nghiệm đầy đủ và tốt nhất ở tại Phú Yên, cũng như là hiểu được đất và người Phú Yên cũng như là của Việt Nam. Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, kho tàng văn hóa truyền thống phong phú đặc sắc cùng với con người hiền hòa, chân tình, mến khách đã để lại những ấn tượng đẹp đối với các người đẹp và đang mở ra cơ hội phát triển cho ngành du lịch tỉnh trong thời gian tới. Chuyên mục điểm báo quen thuộc sẽ gửi tới quý vị và các bạn những bài viết đáng chú ý được đăng tải trên các số báo sáng nay. Đầu tiên là bài viết đăng tải trên báo Nông thôn ngày nay phản ánh tình trạng tàu mắc cạn, ngư dân mắc nạn đang diễn ra tại tỉnh Bình Định. Bài viết cho hay, trong lúc chính quyền tỉnh Bình Định đang truy trách nhiệm đề nghị xử lý hình sự doanh nghiệp đóng tàu 67 hư hỏng, thì ngư dân lại nằm bờ ôm nỗi đau nhớ biển. Người dân thấp thỏm trước khoản nợ hàng chục tỷ đồng từ ngân hàng, gia đình cãi cọ chỉ vì lỡ tin doanh nghiệp rước về con tàu mang trọng bệnh. Một ngư dân cho hay, kết luận của tổ thẩm định đã công bố rõ ràng là tàu bị hư hỏng do đóng thép Trung Quốc không đạt chất lượng, máy móc hư hỏng, dàn đèn không đảm bảo như hợp đồng. Họ quá ác với ngư dân, trong khi cái sai của doanh nghiệp đã rõ, nhưng họ cứ mãi vòng vo. Thà họ sống có tình người, làm sai rồi thì lo sửa để ngư dân còn mưu sinh. Ngay cả khi chính quyền tỉnh mới dự hai cuộc họp, công ty cũng không tham dự, ngư dân cứ ngóng đợi chờ tin. Ngày hôm qua 29 tháng 6, trao đổi với báo Nông thôn ngày nay, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết là mặc dù hai doanh nghiệp đóng tàu là công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nguyên Dương và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu chịu khắc phục sự cố, nhưng đơn vị này vẫn yêu cầu Bộ Công an vào cuộc điều tra xử lý vì đây là một nghị định lớn, không thể có sai phạm như vậy được. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp cần có đền bù cho ngư dân bởi vì đây chính là lỗi do họ gây ra. Thưa quý vị, theo khảo sát của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại 30 quận huyện trên địa bàn thì có hơn 13.000 người dân Hà Nội đã đồng ý cấm xe máy trong nội đô. Và trước thông tin trên thì phóng viên Báo Lao động đã thực hiện một cuộc khảo sát với bài viết là Hà Nội có nóng vội khi cấm xe máy hay không. Rất nhiều người dân bày tỏ sự nghi ngờ và cho rằng kết quả khảo sát của công an thành phố Hà Nội chưa phản ánh trung thực và khách quan. Thậm chí là nhiều người còn đặt ra lo ngại là đã khảo sát sai đối tượng.
Xoay quanh lộ trình đến năm 2030 cấm xe máy đi vào nội đô, nhiều chuyên gia và người dân bày tỏ ý kiến băn khoăn và cho rằng Hà Nội đang khá nóng vội. Theo ông Ngô Tuấn Anh, nguyên giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, việc dừng hoạt động xe máy tại nội thành không thể gắn với một năm cụ thể, mà phải gắn với sự phát triển của giao thông công cộng đến mức nào, gắn với kết quả đạt được về hạ tầng giao thông. Còn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Trung, Đại học Giao thông Vận tải thì cho rằng chỉ tiêu đến năm 2030 cấm xe máy là không thể đạt được vì chỉ còn có 13 năm nữa. Lộ trình này cần phải dài thêm và có thể đến năm 2040 và cũng chỉ là hạn chế ở một mức độ nào đó. Ông đưa ra đề xuất thành phố cần phải tổ chức dịch vụ xe đạp công cộng cho người ở nhà cách xa bến xe buýt. Trong lĩnh vực giáo dục, trên báo Nông thôn ngày nay phản ánh về việc rất nhiều địa phương, các sở giáo dục đang gấp rút chấm thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 để có thể hoàn thành theo dự kiến là ngày 7 tháng 7 tới đây có thể công bố điểm thi tới tất cả thí sinh. Bài viết có tựa đề là Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 siết chặt chấm thi triệt tiêu gian lận. Bài viết của nhóm tác giả Tùng Anh Quốc Hải cho hay, theo quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo, năm nay do bài thi trắc nghiệm không dọc phách nên quy trình chấm thi được siết chặt hơn. Cụ thể là trước và sau khi quét bài thi, các hội đồng phải lập biên bản niêm phong. Các thành viên tổ xử lý bài trắc nghiệm tuyệt đối không được mang theo bút chì tẩy vào phòng chấm thi, không sửa chữa thêm bớt vào phiếu trả lời trắc nghiệm vì bất kỳ lý do gì. Ngoài ra thì lực lượng thanh tra được yêu cầu giám sát trực tiếp và liên tục từ khi mở niêm phong đến khi kết thúc chấm thi. Ngoài thanh tra cắm chốt, thì Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ cử các đoàn thanh tra của Bộ tới chấm thi các tỉnh để giám sát. Đối với các môn thi trắc nghiệm, trường hợp xảy ra lỗi kỹ thuật, máy không nhận biết được những câu thí sinh tô chì mờ, giám sát chấm thi sẽ điều chỉnh bằng tay để có thể đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Và sau khi có kết quả, nếu thí sinh thấy điểm thi lệch quá nhiều so với dự đoán của mình thì có thể làm đơn phúc khảo. Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, thì hiện nay Việt Nam vẫn đang mất cân bằng giới tính khi sinh và dự báo là sẽ để lại rất nhiều những hệ lụy. Và liên quan tới nội dung này, thì báo Thanh Niên trên trang 4 đã có bài viết phản ánh về tình trạng báo động mất cân bằng giới tính tại Việt Nam. Theo báo cáo thống kê của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, sau một năm thực hiện đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2020, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam thay đổi không đáng kể. Từ 112,8 trẻ trai trên 100 trẻ em gái năm 2015, còn 112,2 trên 100 theo điều tra biến động dân số 2016. Và thống kê chuyên ngành dân số cũng cho biết là 18 tỉnh thành phố hiện nay có tỷ số giới tính khi sinh giảm so với năm 2015. Thế nhưng vẫn còn 45 tỉnh thành có tỷ số này tăng và ở mức cắt đao cao đáng báo động, tức là từ 115 trẻ em trai trên 100 trẻ em gái. Và trong đó thì 10 tỉnh có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất, bao gồm Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Hòa Bình, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh và Quảng Ngãi. Ở phần tiếp theo của chương trình, hôm nay ngày 30 tháng 6 là ngày kết thúc tháng hành động phòng chống ma túy, cùng tìm hiểu về cuộc chiến gay cấn nguy hiểm, thậm chí phải đánh đổi bằng mạng sống của những cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy. Vừa tập thể dục vừa có thể uống nước hoa quả, phần này đã thành sự thật với xe đạp kết hợp với máy xay sinh tố ở Nam Phi. Thay vì đặt tượng Phật, một ngôi chùa ở Thái Lan đặt tượng robot biến hình để thu hút du khách tập tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 6 và cũng là ngày cuối cùng của tháng cao điểm hành động phòng chống ma túy. Tội phạm ma túy được coi là manh động, táo tợn nhất, sẵn sàng chống trả đến chết khi bị truy bắt. Do đó thì đằng sau những chiến công, những thành tích là không ít nước mắt, máu và cả tính mạng của những chiến sĩ ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống ma túy. Và một trong những chuyên án ma túy lớn nhất và cũng để lại mất mát nhiều nhất, đó chính là cuộc truy bắt chùm ma túy Vàng A Khua ở bản Hang Khia 1, xã Hang Khia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Trong cuộc vây bắt này thì ba chiến sĩ cảnh sát đã mãi mãi nằm xuống. Ngày 5 tháng 2 năm 2010 là một ngày tang tóc đối với công an huyện Mai Châu và công an Hòa Bình. Nhận được tin kẻ buôn bán ma túy trốn lệnh truy nã đặc biệt Vàng A Khua xuất hiện tại nhà ở bản Hang Kia 1, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, hàng chục cảnh sát đã bao vây truy bắt. Chùm ma túy khét tiếng ở Hòa Bình chống cự quyết liệt, không chịu hạ vũ khí.
Vàng A Khua dùng những người thân trong gia đình để làm bình phong ngăn cản lực lượng tấn công. Chiều ngày 6 tháng 2 năm 2010, theo thuyết phục của công an, con trai Khua là Vàng A Của, 35 tuổi, tự nguyện ra khỏi nhà. Khi cảnh sát tiếp cận để đưa anh này ra ngoài, bất ngờ Khua dùng súng AK bắn xối xả vào lực lượng làm nhiệm vụ. Thượng tá Hà Thái Yểm, 52 tuổi, phó trưởng công an huyện Mai Châu, thiếu úy Sùng A Chư, 26 tuổi, công an huyện Mai Châu và trung úy Bùi Quốc Đại, 28 tuổi, cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, bị Khua bắn chết. Một số công an cũng dính đạn của tên này, Khua bị tiêu diệt ngay sau đó. Ngày 8 tháng 2, Bộ trưởng Công an và Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình quyết định thăng cấp bậc trước niên hạn cho 3 công an hy sinh. Theo Bộ Công an thì đã có 22 chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng cùng quần chúng nhân dân hy sinh trong cuộc chiến chống ma túy. Đây chính là lực lượng chịu nhiều hy sinh và mất mát nhất trong thời bình. Và để hiểu hơn về những hy sinh mất mát, những cuộc đấu trí căng thẳng cam go với tội phạm ma túy, phóng viên của Cuộc sống 24 giờ đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Nguyễn Đức Thính, trưởng phòng 3 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, và ông cũng là người chỉ huy nhiều chuyên án ma túy lớn ở vùng Tây Bắc. Thưa Đại tá Nguyễn Đức Thính, là chúng ta không còn lạ lẫm gì với những điểm nóng về ma túy như là Hang Kia Pà Cò ở Hòa Bình và Lóng Luông ở Sơn La. Vậy thì ông có thể cho biết là hiện nay thì cái tình hình buôn bán và vận chuyển ma túy ở những khu vực này ra sao, nó còn nóng như trước đây không ạ? Tức là trước đây thì rất nóng, nhưng đến bây giờ thì là điểm nóng. Nhưng mà mặc dù là gọi là điểm nóng, có những lúc nó dịu đi. Tức là có những lúc nó không công khai trắng trợn như trước đây nữa. Thì bây giờ ấy là nó vẫn tiềm ẩn rất nhiều cái phức tạp. Mà thể hiện nhất là trong cái thời gian vừa rồi, Cục C47 phối hợp các địa phương trên tuyến đấu tranh với các cái chuyên án rất lớn, thể hiện là chuyên án là đối với Tráng A Tàng, nó có bí số là 113T, là bắt giữ 17 đối tượng, tất cả 17 đối tượng, hiện tại vẫn còn mấy đối tượng chuyên án nữa. Thế nên là thu một cái số lượng rất lớn ma túy, là tới tận 265 bánh. Cái chuyên án mới đây nhất, tức là khoảng 18 tháng 3 năm 2017, là đối tượng cũng xuất phát, nguồn hàng cũng xuất phát từ đây mà khi đó ấy là cái lực lượng chức năng đã phải nổ súng và truy bắt đối tượng, khi mà chặn bắt không được, phải truy bắt đến tận gần 20 cây mới bắt được, phải tông xe cho nó lật xe mới bắt được. Thế thì tôi có thể khẳng định rằng là nhóm của Tàng Keng Nam hiện tại bây giờ vẫn còn 2 đối tượng bị truy nã mà chưa bắt được. Là đó là Tráng A Nầu, là anh trai của Tàng, hay còn gọi là Tàng Keng Nam. Hai nữa là một đối tượng nữa là anh vợ của Tàng, cũng bị truy nã, nhưng mà vẫn chưa bắt được. Các đối tượng vẫn hoạt động chưa ạ? Các cái đối tượng này là một trong đối tượng rất là manh động và nghiện ma túy. Thế do vậy là theo đánh giá của chúng tôi là các đối tượng này vẫn còn hoạt động ma túy, không thể bỏ được. Tình hình mua bán vận chuyển ma túy tại khu vực này có lắng dịu, có thể hiện là nó không công khai, không trắng trợn như ngày xưa, nhưng mà vẫn tiềm ẩn nhiều cái rất là phức tạp. Tôi có thể khẳng định như thế này, các cái tỉnh Tây Bắc là một trong những cái tỉnh trọng điểm về ma túy. Mà trong các cái tỉnh Tây Bắc thì chúng ta đã xác định là cái trọng điểm ma túy lớn nhất của Tây Bắc là Lóng Luông của Vân Hồ bây giờ và Hang Kia Pà Cò của Hòa Bình. Tại sao nó có thể dễ dàng xảy ra thế này thì bởi vì là giữa Lóng Luông đi ra biên giới Việt Lào thì nếu mà đi theo cái đường bộ thì khoảng độ 40 cây. Nhưng nếu như đường chim bay thì rất là ngắn. Hai nữa là biên giới Việt Lào, nhất là cái khu vực Hủy Phan này đến cái khu vực Tam Giác Vàng thì đối tượng đi rất, tức là thời gian ngắn nhất và cái con đường thuận lợi nhất. Là một trong những người mà chỉ huy nhiều chuyên án truy quét ma túy ở trên vùng biên giới Tây Bắc và đặc biệt là những cái điểm nóng vừa rồi, thì ông có thể cho biết là cái cuộc truy bắt tội phạm ma túy của chúng ta gặp những khó khăn gì ạ? Cái lực lượng thì mỏng nhưng lại trải dài trên một cái địa bàn rất là lớn. Thủ đoạn của đối tượng thì hết sức tinh vi và cái tính chất thì hết sức liều lĩnh và manh động, sẵn sàng có thể bắn trả dù bắn trúng ai hay không trúng,
để tẩu thoát khi mà có cái lực lượng vây bắt. Chiến công thì cũng rất nhiều, nhưng mà cũng không ít lần ông đã phải chứng kiến cái sự hy sinh mất mát của đồng đội. Vậy thì chắc hẳn là ông khá là day dứt. Vậy thì ông trải lòng một vài những cái câu chuyện buồn mà ông đã phải chứng kiến trong cái cuộc chiến chống ma túy không ạ? Thời bình này mà lại phải nhiều đồng chí hy sinh như vậy. Cụ thể là trong cái lúc mà khi gặp gỡ đồng chí mẹ đồng chí Phạm Văn Cường hy sinh trong cái của công an Điện Biên, hy sinh trong cái chuyên án ma túy của công an Điện Biên triệt phá ấy, thì mẹ đồng chí Cường có nói rằng là đồng chí Cường hy sinh để cho người khác được bình yên, được hạnh phúc. Thì đấy, tôi nghĩ rằng đấy là một trong những kỷ niệm mà chúng tôi thấy rằng ai cũng phải day dứt. Mà trong một cái thời bình của một cái đất nước đang hòa bình mà cũng thường xuyên chứng kiến đồng đội vì nhiệm vụ mà hy sinh thì chúng tôi rất ai nấy. Mà thậm chí là thế, do vậy là khi mà thực hiện các cái kế hoạch đấu tranh chuyên án, các cái chuyên án sau này, và thậm chí là thời gian gần đây thì lãnh đạo bộ cũng như là lãnh đạo cục, và thậm chí là lãnh đạo các cái đơn vị cụ thể trực tiếp chỉ huy luôn lấy cái an toàn là mục tiêu tối thượng, đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ tham gia, cho nhân dân, và bằng mọi giá để bắt được đối tượng để xử lý trước pháp luật. Bởi vì là những đối tượng này nếu như còn tồn tại thì sẽ gây ra rất nhiều cái hậu quả khôn lường cho xã hội. Thế do vậy là mặc dù có tổn thương, có mất mát, nhưng mỗi một lần như thế thì anh em chúng tôi càng quyết tâm hơn, và thậm chí là càng thận trọng hơn trong quá trình đấu tranh. Ngay sảnh vào của tòa nhà của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an là tấm biển ghi danh 22 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến chống ma túy. Trong số họ thì có những người hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Quê quán nơi làm việc của các liệt sĩ trải dài từ Bắc vào Nam và nhiều nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc. Vâng, cuộc chiến ma túy là một cuộc chiến của toàn dân. Lực lượng tiên phong là công an, bộ đội biên phòng. Tuy nhiên thì người quyết định sự thành công của cuộc chiến này chính là mỗi người dân. Chỉ cần nói không với ma túy thì tất yếu cuộc chiến sẽ kết thúc. Những đau thương mất mát, những cái chết trắng cũng không còn. Và đó cũng chính là thông điệp của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn. Ở phần tiếp theo của chương trình là thông tin về một số sự kiện dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, ngày 30 tháng 6. Ngày hôm nay là mốc cuối cùng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các nhà đầu tư BOT phải áp dụng công nghệ thu phí không dừng tại 28 trạm trên quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Bắt đầu được khai thác từ tháng 7 năm 2016, công nghệ thu phí không dừng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời giúp minh bạch hóa hoạt động thu phí, tránh thất thu tiền do người dân đóng khi lưu thông qua trạm thu phí BOT. Tuy nhiên, đến nay các nhà đầu tư BOT vẫn đưa ra nhiều lý do để chậm trễ áp dụng công nghệ này. Hôm nay là hạn cuối mà Thủ tướng Chính phủ giao các bộ ngành địa phương chủ động ra soát có phương án sắp xếp để không còn cơ quan, tổ chức nào có số lượng cấp phó vượt quy định, trừ trường hợp do sáp nhập tổ chức. Nếu sau thời điểm này mà các đơn vị vẫn còn tồn tại cấp phó vượt quy định, không phải do sáp nhập, Bộ Nội vụ sẽ kiến nghị xử lý theo quy định. Hiện nay, một số cơ quan đơn vị có số lượng cấp phó vượt quá so với quy định như Sở Nội vụ Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương. Từ hôm nay, tại thành phố Hồ Chí Minh, công trình hoặc nhà ở riêng lẻ có sẵn thuộc khu vực có quy hoạch chưa có quyết định thu hồi đất sẽ được cấp phép xây dựng tạm thời với quy mô không vượt quá 3 tầng. Đây là nội dung quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện cho người dân trong việc xây mới, sửa chữa nhà nằm trong khu vực quy hoạch treo. Vào 19 giờ tối nay tại nhà tập luyện thể thao Phú Thọ sẽ diễn ra đêm thi đấu biểu diễn Muay Thái, gây quỹ ủng hộ cho vận động viên Nguyễn Thị Thanh Trúc, người được mệnh danh là Nữ Hoàng Muay Việt Nam. Dự kiến toàn bộ số tiền quyên góp được từ các nhà hảo tâm sẽ được ban tổ chức chuyển trực tiếp đến vận động viên Nguyễn Thị Thanh Trúc, người đang bị chấn thương nặng trong quá trình tập luyện và có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp thi đấu của vận động viên này.
Cuộc chiến chống lại vấn nạn ma túy của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang đi vào ngõ cụt sau một năm phát động. Trong khi các nhà chỉ trích cho rằng là cuộc chiến ma túy tại Philippines đã vi phạm nhân quyền mạnh mẽ và trở thành một thất bại lớn của Tổng thống Duterte. Cùng với đó, hiện giờ người dân tại quốc gia này vẫn phải đối mặt với nỗi sợ hãi thường trực. Đến nay, cuộc chiến chống ma túy ước tính đã khiến hơn 7.000 người thiệt mạng và được xem là hiệu ứng man rợ trong lịch sử Philippines. Số người chết trong chiến dịch truy quét tội phạm ma túy tại Philippines cũng gây ra tranh cãi căng thẳng bởi những người bị xử chỉ tập trung vào các đối tượng là người nghèo sử dụng ma túy và người bán ma túy quy mô nhỏ. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao họ không đưa con trai tôi đến nhà tù? Vì ít nhất nếu ở đó thì tôi vẫn biết rằng nó vẫn còn sống. Nó đã phải chết ngay trên đường phố. Tôi không dám hình dung lại cảnh tượng trong đêm đó nữa. Theo Reuters, 11 tháng sau khi cuộc chiến chống ma túy bắt đầu, cảnh sát đã bắn chết 3.155 nghi phạm. Cảnh sát Philippines cho biết những kết quả khả quan đạt được sau một năm triển khai chiến dịch chống ma túy, đồng nghĩa với việc các thế hệ tương lai tại Philippines sẽ được bảo vệ trước mối đe dọa nguy hiểm của vấn nạn ma túy. Thế nhưng, các ý kiến chỉ trích cho rằng, theo chỉ thị của Tổng thống, lực lượng cảnh sát đã hành quyết các nghi phạm ma túy mà không cần qua xét xử và không lo bị luận tội. Điều này càng khiến cho tình trạng vô pháp tại Philippines trở nên nghiêm trọng hơn. Trong khi những người bạn cùng trang lứa đang tận hưởng mùa hè với hàng loạt hoạt động vui chơi giải trí, thì một bé gái 7 tuổi ở bang Louisiana, Mỹ lại lên đường thực hiện một sứ mệnh rất ý nghĩa mà em tự đặt ra cho bản thân mình. Đó là đi hết 50 tiểu bang của xứ cờ hoa để trao cho các nhân viên cảnh sát những cái ôm ấm áp. Đây là những hình ảnh ghi lại từ thành phố Chicago, bang Illinois. Chỉ với một hành động hết sức đơn giản, bé Rosalie Baldwin như tiếp thêm sức mạnh lực lượng thực thi pháp luật nơi đây. Bé Rosalie nảy ra ý định này sau vụ 5 cảnh sát ở bang Texas bị sát hại khi đang thi hành nhiệm vụ hồi năm ngoái. Chị Angie Baldwin, mẹ của em cho biết, tuy còn rất nhỏ tuổi nhưng bé lại luôn tỏ ra thương cảm với những nạn nhân và thấy rằng mình cần phải làm gì đó để bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu của em dành cho các nhân viên cảnh sát đang ngày đêm giữ gìn an ninh trật tự cho người dân. Cháu muốn hành động này của mình sẽ mãi được duy trì. Cháu yêu mến những nhân viên cảnh sát. Tôi cảm nhận được tình cảm của cháu dành tặng cho các nhân viên cảnh sát. Tôi khuyến khích cháu làm điều này. Để thực hiện được chuyến đi khắp 50 bang của nước Mỹ, bé Rosalie đã kêu gọi sự ủng hộ trên mạng xã hội. Hiện em đã nhận được khoảng 8.500 đô la Mỹ, tương đương khoảng 190 triệu Việt Nam đồng, tiền đóng góp từ cộng đồng. Số tiền này em dự định sẽ dành tặng cho các bạn nhỏ mồ côi. Trong tuần vừa qua, hai mẹ con bé Rosalie đã đi được 16 bang của xứ cờ hoa và trao những cái ôm ấm áp mà em bắt gặp trên đường. Cho rằng thuyết tiến hóa, chọn lọc tự nhiên của Darwin là để tranh cãi và quá phức tạp đối với học sinh. Mới đây, Bộ Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định ngừng giảng dạy các nội dung này tại các trường học. Quyết định này đã dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ những người gạo cội ở nước này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đồng tình và cho rằng nó sẽ truyền cảm hứng để nhiều nước khác cũng làm như vậy. Theo Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ, phần nội dung thuyết tiến hóa của Darwin sẽ bị loại bỏ khỏi sách giáo khoa môn sinh học lớp 9 và chỉ ở đại học, sinh viên mới được học về thuyết tiến hóa. Chương trình dành cho học sinh lớp 9 thay đổi sẽ tập trung hơn vào những cống hiến của đạo Hồi và các nhà khoa học Thổ Nhĩ Kỳ và các lớp lịch sử sẽ không còn lấy châu Âu làm trung tâm. Chúng tôi sẽ đơn giản hóa chương trình học. Trong các chương trình giáo dục, chúng tôi cố gắng mang đến các giá trị cơ bản, thông tin, các kỹ năng, năng lực, thái độ và ứng xử tốt đẹp cho trẻ em. Chúng tôi đưa các giá trị địa phương và quốc gia vào trong chương trình học. Thuyết tiến hóa không được thừa nhận trong khái niệm chính thống của Hồi giáo ở Trung Đông vì đi ngược lại câu chuyện của đấng tạo hóa. Dù vậy, nhiều trường trung học ở một số nước thuộc khu vực này vẫn dạy về thuyết tiến hóa trong môn sinh học. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, một nước khác đã loại bỏ thuyết tiến hóa khỏi trường học là Ả Rập Xê Út. Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và các nước láng giềng khiến Qatar gặp không ít khó khăn về nhiều mặt. Do bị cô lập nên Qatar đã phải chủ động trong rất nhiều thứ. Và trong ngày hôm qua, 4.000 con bò đã đến Qatar để giải quyết nhu cầu về sữa và các mặt hàng từ sữa cho người dân nước này. Trước đó, thì một doanh nghiệp đã mạnh tay chi tới 8 triệu đô la Mỹ để mua 4.000 con bò và thuê 60 chuyến bay của Qatar Airways để chuyển bò về nước.
Ban đầu, doanh nhân Mota Al-Khayat đã có kế hoạch nhập khẩu bò bằng đường tàu biển cho một cơ sở sản xuất sữa hàng ngày vừa đi vào hoạt động gần Doha. Tuy nhiên, do hiện tại Qatar bị các nước láng giềng vùng vịnh cắt đứt quan hệ ngoại giao và áp đặt các biện pháp phong tỏa, cô lập Doha, nên kế hoạch nhập khẩu bò của ông đã phải thay đổi. Mỗi con bò sẽ nặng khoảng 600 kg, được nhập từ Australia và Mỹ. Đến cuối tháng này, quy trình sản xuất sữa tươi ngay trong trang trại của doanh nhân Mota sẽ đáp ứng 1/3 nhu cầu của Qatar. Đặc biệt, các sản phẩm sữa và sữa chua là rất cần thiết khi Qatar bước vào ngày lễ Giáng sinh Eid al-Adha. Đã đến lúc giúp nền nông nghiệp của Qatar phát triển. Hiện tại chúng tôi đang xây dựng các khu vực sản xuất sữa. Từ trước đến nay, Qatar vẫn nhập khẩu phần lớn sản phẩm thiết yếu hàng ngày, bao gồm sữa tươi từ các nước láng giềng như Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, hiện Riyadh đã đóng cửa biên giới đất nước với Qatar, đe dọa nghiêm trọng kế hoạch nhập khẩu thực phẩm tươi sống, lẫn các nhu yếu phẩm, nguyên liệu cần thiết để hoàn thành dự án cơ sở hạ tầng trị giá 200 tỷ đô la Mỹ phục vụ World Cup 2022 của Doha. Stephanie Fried, CGTN. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, đạp xe mang lại lợi ích kỳ diệu đối với sức khỏe của con người, như giúp các khớp được khỏe mạnh, giảm cân, giúp chúng ta sống chan hòa và mang lại giấc ngủ ngon. Và mới đây, tại Nam Phi, một công ty đã sáng chế ra một chiếc xe đạp độc đáo. Ngoài những lợi ích về sức khỏe, thì chiếc xe đạp này còn giúp cho họ có một cốc sinh tố mát lành. Chiếc xe đạp kết hợp với máy xay sinh tố là sản phẩm của Blenda Venda, công ty khởi nghiệp cung cấp xe đạp cho nhiều sự kiện ở Nam Phi. Theo đó, sau khi đạp xe khoảng 500 mét, người dùng sẽ có ngay một cốc sinh tố tươi ngon để giải khát. Khi đạp xe, bạn cũng tạo ra một sức mạnh giúp chiếc máy xay sinh tố được gắn ở phần đầu xe hoạt động. Đây là một sản phẩm mới mà chúng tôi đang hướng đến để phát triển rộng rãi. Điểm đặc biệt chính là chiếc máy xay gắn ở bánh trước. Tuy nhiên, thay vì chạy bằng động cơ điện như bình thường, chiếc máy này gắn cánh quay vào bánh xay, người sử dụng đạp càng mạnh, cánh quạt quay càng nhanh. Sinh tố chuối rất tốt cho người đạp xe buổi sáng, còn buổi chiều là sinh tố xoài và dứa. Chúng tôi đã nghiên cứu rất lâu mới có thể đưa ra sản phẩm xe đạp đặc biệt này. Công ty Blenda Venda cho biết hiện chiếc xe đạp này có mặt tại Cape Town và họ hy vọng sẽ mở rộng thị trường sang nhiều thành phố khác ở Nam Phi. Tại thành phố New York của Mỹ, một bữa tiệc xúc xích miễn phí đã được tổ chức để chào đón du khách và người dân địa phương. Đây là cơ hội giúp họ thưởng thức những sản phẩm mới của nhiều nhà sản xuất xúc xích, đồng thời cũng là cơ hội giúp du khách tìm hiểu về lịch sử nhập cư tại quốc gia này. Theo đó, bữa tiệc được các nhà sản xuất xúc xích tổ chức tại Bảo tàng Nhập cư ở đảo Ellis, thành phố New York của Mỹ. Được biết, các nhà sản xuất này đều do những người nhập cư thành lập. Thế nên, họ muốn người dân tại xứ sở cờ hoa hiểu thêm về hoàn cảnh và cuộc sống khó khăn của những người di cư trên thế giới. Năm nhà sản xuất xúc xích chúng tôi đã cùng nhau hợp tác để tổ chức bữa tiệc miễn phí này. Mặc dù là người nhập cư đến từ các nước khác nhau, nhưng chúng tôi vẫn có thể làm việc và hợp tác với nhau. Tất cả đều đến với nhau với một tình cảm tuyệt vời, không phân biệt nguồn gốc. Song song với đó, cũng tại thành phố New York, Mỹ, các nhà chức trách đã tiến hành dự án giúp người dân nghe lại câu chuyện của những người di cư từ các buồng điện thoại công cộng, từ đó dành tình cảm nhiều hơn cho những người di cư tại Mỹ và trên thế giới. Thông thường, phía trước các ngôi chùa thì người ta thường đặt tượng của các vị Phật có kích thước lớn vì ý nghĩa bảo vệ chốn tôn giáo trang nghiêm. Thế nhưng ở ngoại ô thủ đô Bangkok, Thái Lan có một ngôi chùa đã đặt những con robot biến hình thay cho các bức tượng thường thấy. Sự xuất hiện của các con robot đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Những ngày qua, khách đến viếng chùa Wat Tha Khien dễ dàng nhìn thấy ba con robot biến hình khổng lồ đứng gác trước cửa chùa. Mỗi con có chiều cao lên đến 8 mét. Theo những nhà sư ở đây, ba con robot này tuy được làm bằng vật liệu tái chế, nhưng mỗi con có giá lên đến hàng ngàn đô la Mỹ. Những con robot này được làm bằng số kim loại tái sử dụng từ những chiếc xe hơi không còn sử dụng được nữa. Chúng được dựng ở đây để du khách chụp hình, vui chơi và mang những hình ảnh đó về nhà làm kỷ niệm. Đây không phải là ngôi chùa đầu tiên ở Thái Lan đặt những con robot ở cổng chùa, mà có ít nhất 4 công trình tôn giáo khác trên khắp đất nước này cũng làm điều tương tự. Việc này được cho là nhằm thu hút khách du lịch, trong đó có những gia đình có trẻ nhỏ đến viếng chùa. Theo các nhà sư, trong tương lai ở đất nước chùa vàng sẽ có thêm những ngôi chùa được trang trí bằng những con robot.
Thông tin quốc tế thú vị vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các bản tin tiếp theo.